chiều ngày 11 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Dầu Một Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ Trần Tấn Phong, sinh năm 1978, ngụ thành phố Thủ Dầu Một Bình Dương để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 45 cùng ngày, Trần Tấn Phong lái ô tô biển số 61A901XX đi trên đường Nguyễn Chí Thành và rẽ trái vào đường Lê Chí Dân, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một cho rằng anh PTS sinh năm 1997, điều khiển ô tô biển số 61A72XX đã cản trở phong qua đường nên phong tăng ga đuổi theo nhiều lần, chạy vượt lên phía trước đầu xe của anh S. Sau đó, Phong nhặt khúc xương dài khoảng 30cm trên vỉa hè và xông tới đập vỡ cửa kính ô tô của anh S. Khi anh S bước ra khỏi xe, Phong dùng tay nắm tóc và cầm khúc xương khủ dọa, định đánh thì được người dân xung quanh đến can ngăn. Theo đó, người đàn ông trên xe ô tô màu trắng liên tục nói, mày biết tao là ai không, khi nói với tài xế trên xe ô tô màu xanh. Tiếng một người phụ nữ trong xe ô tô màu xanh vọng ra, mày quỳ xuống xin lỗi chú đi, nam tài xế ô tô màu xanh liền quỳ xuống. Cơ quan điều tra xác định hành vi của Trần Tấn Phong đã gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, có dấu hiệu phạm vào tội gây dối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản và làm nhục người khác. Đối với hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và làm nhục người khác, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Dầu Một đang thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tối 11 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ nghi phạm dùng xương bò đập vỡ kính ô tô và đe dọa đánh người trong video lan truyền gây bức xúc trên mạng vào chiều cùng ngày. Ông Trần Tấn Phong, 46 tuổi, ngụ phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, làm việc trong lĩnh vực bất động sản, bị tạm giữ để làm rõ về hành vi gây dối trật tự công cộng. Ngoài ra, cơ quan công an cho rằng ông Phong còn có thêm dấu hiệu của các hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và làm nhục người khác nên đang thu thập tài liệu, chứng cứ để tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cơ quan công an bước đầu đã làm rõ vụ việc đập phá ô tô trong video lan truyền trên mạng gây xôn xao từ chiều cùng ngày. Theo đó, sự việc xảy ra trên đường Nguyễn Trí Thanh, đoạn qua phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ông Phong lái ô tô trên đường Nguyễn Trí Thanh để rẽ vào đường Lê Trí Dân thì suýt va chạm với ô tô chạy chiều ngược lại do anh PTS, 27 tuổi, điều khiển cho rằng xe của anh S cản trở mình nên ông Phong tăng ga đuổi theo, vượt lên đậu chặn trước đầu xe ô tô của anh S. Ông Phong chửi bới và dùng khúc xương bò dài khoảng 30cm trên vỉa hè xông tới đập vỡ kính ô tô của anh S. Ông Phong còn dùng tay nắm tóc và tay còn lại cầm khúc xương bò, hù dọa đánh anh S, nhưng được người dân can ngăn nên bỏ đi. Sự việc đã được camera an ninh của người dân ghi lại. Sau khi xảy ra sự việc, anh S đã tới cơ quan công an trình báo. 14 giờ 40 ngày 8 tháng 8, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên cầu Phú Mỹ theo hướng từ quận 7 đến thành phố Thủ Đức giữa một xe tải, hai xe container và 5 ô tô từ 4 đến 7 chỗ ngồi. Trong số đó có hai xe va chạm mạnh gây biến dạng phần đầu, từ đó bùng phát ngọn lửa dữ dội thiêu rụi hoàn toàn. Theo đó, vào khung giờ trên, tài xế Dũng, 37 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang, đang lái xe tải đông lạnh 14,4 tấn, biển số 68H00068, chở thức ăn cho tôm hùm, gồm các loại hải sản nhỏ từ rạch giá Kiên Giang tới Cam Ranh, Khánh Hòa. Hành trình diễn ra thuận lợi cho đến khi đi đến cầu Phú Mỹ. Khi đổ dốc cầu, anh đạp phanh bỗng nghe tiếng nổ lớn, dường như hệ thống phanh hơi đã hỏng ô tô bỗng lao vèo vèo xuống dốc cầu phú mỹ khiến anh dũng càng hoảng loạn dẫn lời nam tài xế cho biết hai bánh xe vừa rớt xuống gờ dốc cầu phú mỹ thì bể ống hơi nghe một cái chát liền lúc đó chân tôi đạp thắng không dừng được xe xe cứ lao thẳng xuống dốc chỉ biết lại trời cầu nguyện sau khi xe tải dừng lại anh dũng nhanh chóng xuống xe thì thấy có hai ô tô dính chặt vào đầu xe mình tình trạng bốc cháy dữ dội khiến anh bàng hoàng Nhận thấy vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, nhiều người đi đường dừng lại dập lửa, cứu người mắc kẹt trong xe. Một số người gặp nạn đã được người dân giải cứu đưa đi bệnh viện. Những khoảnh khắc cứu người xúc động từ vụ tai nạn trên cầu Phú Mỹ đang nhận được sự tán thưởng lớn từ cộng đồng mạng. Đến hiện tại, danh tính một trong những tài xế được giải cứu sau vụ tai nạn đã được xác định là anh LKL, 41 tuổi. Anh L kể từ khi đổ dốc cầu thì ô tô bị tông từ đằng sau, ép tới một đoạn dài 30 tới 40 mét. Đến khi xe dừng lại, anh bị kẹt trong xe không thể cử động, xung quanh khói lửa nghi ngút. Trong gần 2 phút, nhiều người đi đường đã hợp sức để đưa anh ra ngoài. Anh L cũng bày tỏ rằng hiện anh đang rất lo lắng cho những nạn nhân đang được chữa trị trong bệnh viện. Công an thành phố Thủ Đức đang phối hợp với phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra xác định nguyên nhân thiệt hại vụ tai nạn. Báo cáo ban đầu từ phòng cảnh sát giao thông PC08 công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, xe tải trong lúc đổ dốc cầu đã mất kiểm soát phanh dẫn đến sự cố. Qua kiểm tra tài xế ô tô tải không có chất kích thích, nồng độ cồn. Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 8 tháng 8 khiến 7 ô tô hư hỏng nặng, lãnh đạo công ty bảo hiểm cùng luật sư đã phân tích về việc liệu các phương tiện này có được bồi thường hay không công ty bảo hiểm sẽ bồi thường trước một lãnh đạo công ty bảo hiểm ở đồng nai cho biết nếu các xe liên quan vụ tai nạn trên cầu phú mỹ có mua bảo hiểm vật chất công ty bảo hiểm bắt buộc phải bồi thường sau khi bồi thường chủ xe sẽ ủy quyền đòi lại tiền người gây tai nạn hoặc đơn vị chịu trách nhiệm theo luật định theo vị này về nguyên tắc bảo hiểm vụ tai nạn có hiện trường và đầy đủ chứng cứ từ cơ quan chức năng công ty bảo hiểm phải bồi thường trước công ty bảo hiểm phải bồi thường vì đây là tai nạn chứ không phải là cố ý gây ra của chủ xe trường hợp chủ xe mua bảo hiểm nhưng cố ý gây tai nạn hư hỏng tổn thất phương tiện để lấy tiền bảo hiểm phía công ty điều tra làm rõ được họ sẽ không phải bồi thường lãnh đạo công ty bảo hiểm nói bên cạnh đó luật sư ngô quý linh giám đốc công ty luật mai đăng khang cho biết hiện nay pháp luật đã có quy định các chủ phương tiện giao thông phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc trường hợp chiếc xe tải trong vụ tai nạn này đã được mua trách nhiệm bảo hiểm dân sự bắt buộc thì công ty bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường thiệt hại đến mức tối đa giá trị phải bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm đối với phần vượt giá trị bồi thường tối đa theo hợp đồng bảo hiểm thì chủ xe hoặc người lái xe tải phải bồi thường tiếp phần giá trị thiệt hại vượt qua giá trị được bảo hiểm tối đa trong trường hợp các chủ xe khác trong vụ tai nạn có mua bảo hiểm vật chất thân xe cho ô tô của mình thường được gọi là hai triệu tùy thuộc vào các điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm thiệt hại vật chất thân xe có thể liên hệ công ty bảo hiểm để yêu cầu bồi thường thiệt hại sửa ô tô của mình trước sau đó chủ xe hợp tác với công ty bảo hiểm để công ty này đứng ra yêu cầu công ty bảo hiểm của chiếc xe khác trong vụ tai nạn hoặc người lái xe phải thanh toán lại khoản tiền đã chi trả cho việc sửa chữa chiếc xe bị hư hỏng theo hợp đồng bảo hiểm thiệt hại vật chất thân xe căn cứ vào kết luận điều tra Luật sư Ngô Quý Linh phân tích theo quy định tại điều 601 Bộ luật dân sự năm 2015, phương tiện giao thông vận tải cơ giới là nguồn nguy hiểm cao độ và chủ sở hữu hoặc người chiếm hữu, sử dụng, tức người lái xe phải bồi thường thiệt hại ngay cả khi không có lỗi. Chủ sở hữu xe không bồi thường trừ trường hợp thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại hoặc thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng, tình thế cấp thiết hoặc khi pháp luật có quy định cụ thể về những trường hợp không phải bồi thường thiệt hại. Cũng theo quy định tại Điều 601 của Bộ Luật Dân sự, chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải vận hành, sử dụng, bảo quản, trông giữ, vận chuyển nguồn nguy hiểm cao độ theo đúng quy định của pháp luật từ các quy định trên đây có thể thấy nếu xe tải được vận hành sử dụng bảo quản bảo trì bảo dưỡng định kỳ đúng pháp luật và nếu kết quả điều tra cho thấy việc xe tải bị mất thắng là thuộc trường hợp bất khả kháng thì có thể sẽ không phát sinh trách nhiệm bồi thường của chủ xe hoặc người lái xe còn lại đối với tất cả trường hợp khác thì chủ xe hoặc người lái xe vẫn phải bồi thường thiệt hại kể cả khi không có lỗi Việc phân định trách nhiệm bồi thường giữa chủ xe và người lái xe, pháp luật đã có quy định rõ. Theo điều 600 của Bộ luật dân sự, nếu người lái xe là người làm công thì cá nhân pháp nhân là chủ sở hữu của chiếc xe tải gây tai nạn sẽ phải là người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Sau đó nếu xác định người lái xe có lỗi, chủ sở hữu của chiếc xe tải mới có quyền yêu cầu người lái xe phải hoàn trả cho mình một khoản tiền nhất định. Như vậy, người lái xe tải trong tai nạn này, ông Trịnh Tiến Dũng, sinh năm 1988, chỉ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các xe bị hư hỏng nếu ông Dũng không phải là người làm công. Trường hợp ông Dũng là người làm công thì chỉ phải khoản lại cho chủ xe một khoản tiền nhất định sau khi chủ xe đã bồi thường cho các chủ xe khác bị thiệt hại. Tuy nhiên, nếu trong quá trình điều tra xác định được những người bị tai nạn trong vụ tai nạn cũng có lỗi không giữ đúng khoảng cách an toàn với các xe khác ngay trước khi tai nạn xảy ra thì theo quy định tại khoản 4 điều 585 Bộ luật dân sự và hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao tại nghị quyết 02/2022/NQ-HĐTP mức độ trách nhiệm bồi thường của chủ xe tải hoặc người lái xe tải sẽ được giảm đi tương ứng với phần thiệt hại do lỗi của người bị thiệt hại gây ra. Thông thường, việc xác định mức trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể do các bên tự thương lượng thỏa thuận với nhau, nếu không tự thương lượng thỏa thuận được thì các bên có thể khởi kiện yêu cầu tòa án quyết định. Theo luật sư Linh, về trách nhiệm hình sự, theo thông tin của vụ việc thì trong vụ tai nạn này có 7 người bị thương và có thiệt hại vật chất cho các phương tiện giao thông. Căn cứ theo quy định tại Điều 260 Bộ Luật Hình Sự thì tùy theo tỷ lệ tổn thương cơ thể và giá trị thiệt hại của các phương tiện giao thông trong vụ tai nạn mà người lái xe có thể bị phạt tiền lên đến 100 triệu đồng hoặc phạt tù lên đến 15 năm và có thể bị cấm lái xe từ 1 đến 5 năm khi mãn hạn tù. Ví dụ, trường hợp tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người bị thương vong trong vụ tai nạn là từ 122% đến 200%, người lái xe có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Nếu tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người bị thương trong vụ tai nạn từ 201% trở lên, người lái xe có thể bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Việc xác định mức hình phạt cụ thể đối với người lái xe sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra, truy tố và xét xử tại tòa án.